Hello everybody, how are you? Ok, chào mình quay trở lại kênh Hoàng Retest của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục test game trên con Samsung Galaxy A50 nha anh em. Và đây là Samsung Galaxy A50. Con này thì mình có test búp cũng như liên quân rồi, thì anh em có thể coi những video trước để trải nghiệm. Hôm nay mình sẽ test Free Fire trên con này nha. Samsung A50, con này ra mắt chắc cũng được khoảng tầm 5 tháng rồi. Ok, trước khi test Free Fire thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ về con này. Samsung Galaxy A50, màn hình 6.4 inch, màn hình rộng nước 6.4 inch, màn hình Super AMOLED Full HD cộng nha, Full HD cộng. Mặt kính là kính cường lực Gorillas 3. Chạy hệ điều hành Android 9.0 nha. Chip Exynos 96108 nhân 64 bit, tốc độ 2.3 GHz, đồ họa Mali G72 MB3, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Con này thì có khéo trở thành nhớ lên 512GB nha. Thiết kế của con này, về phần thiết kế thì con này thiết kế nguyên khối nhựa mỏng, chỉ có 7.7mm thôi, và trọng lượng là 166g. Theo như mình test game, mình cảm nhận thấy thì những cái dòng sản phẩm Galaxy A50 cũng như A50s thì thiết kế rất là mỏng và cầm rất là nhẹ tay luôn anh em. Điện thoại này anh em cầm chắc cũng phải chơi game 2-3 tiếng không mỏi tay luôn á, rất là nhẹ và mỏng luôn á, cầm nó chắc chắn nữa. A50s, A50, đây là A50. Ok, bây giờ mình sẽ test game cho anh em nha, Free Fire nha. Nếu anh em muốn biết con này chơi búp hay liên quân như thế nào thì có thể coi những cái video trước của mình. Vừa rồi thì Samsung cũng mới ra mắt dòng sản phẩm Galaxy A50s phiên bản nâng cấp của con này nha. Thì mình cũng có test game trên con đó rồi thì anh em có thể coi. Giá hiện tại của Samsung Galaxy A50 là 6.990, được giảm 100 là còn 6.890. Còn đối với Galaxy A50s thì giá là 7.790.000. Trên lệch khoảng tầm 8-900 đó. Mà hai con chạy chip y chang nhau luôn, chỉ nâng cấp với camera thôi. Cài đặt nào, mà setting hết nha. Ok, cho trận thôi. Đến trung thu rước đèn đi chơi. RAM 4GB và chip Exynos 9610 đây anh em, hãy cùng trải nghiệm nào. Quá ngon, không giật lắc gì luôn. Pin con này là 4000 nha anh em, pin 4000.
Free Fire này thì nó có đầu tư là cho nhân vật của mình đi dạy, còn búp thì mình không thấy. Mass setting cho Samsung A50 chơi Free Fire. Đu cây dừa. Ok, bắt đầu vô nha anh em. Không dùng được rồi. Ơi ơi ơi. Hình quán không thấy mình. Kiểm tra cây súng tạm đi. Đó, ngon lành cành đào. Chạy theo mới được. Lấu cá hả? Đừng giỡn mặt nha cưng. Ơi ơi gì vậy? Thôi má tỉa ghê vậy. Giỡn mặt hả? Đừng giỡn mặt với chị nha. Chị là chị không thích đâu nha. Mấy bạn này thấy mình hiền là ăn hiếp mình. Còn ai không? Hello, có ai nhờ không? Mình chạy vô mình kiếm băng gạc đồ cái kiểu coi. Mình đang làm việc mà tụi này nó cứ phá mình không. Đây không có gì hết. Game cho khác thôi. Chuyện ngay đi. Trước khi mọi buồn biên lâu lâu. Đối thủ ở quanh mình. Mình chạy mà ra xung quanh có ai không. Ghê lắm. Giang hồ giờ nguy hiểm. Bộ này xong hả? Ủa này giống sông gì mà không thấy nước gì hết trời. Được, bơi trên nước luôn nè, ghê chưa. Tên nào không? Không thấy ai hết. Không thấy ai hết thì chắc không sao đâu. Vô đây thôi. Ok.
kiếm băng gạc chị thương thôi. Không có băng gạc gì đâu mà súng không vậy? À ha, đây rồi. Yeah. Nhìn xung quanh, cảnh giác, rất là nguy hiểm, địch luôn ở quanh ta. Gì đây? Ba lô, súng đạn nhiều vậy. Kênh của mình là một kênh khá mới nha anh em. Anh em nếu coi cảm thấy không hay chỗ nào thì cứ comment cho mình nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm. Yeah. Đây đây rồi. Ngon lành cành đào. Chị thương cái đi. Này gì đây? Hả? Cái này là cái gì? À, giống trúng đạn quá. Yeah. Không thấy một ai vậy. Khu vực nguy hiểm. Nghe ghê vậy. Đù, hãy quăng bom. Ghê vậy. Đù. Trên đây mình ngắm con nào mình nạ nó. Còn có 14 người thôi. Rồi các anh em của tôi, các bạn đang ở đâu? Hãy ra đi nào. Và đừng lẩn trốn đó nhé. Không thấy một ai hết. Trai không? Quá đẹp. Ơi. Khu vực nguy hiểm. Mình đang đứng trên khu vực nguy hiểm. Chạy thôi. Tiếng gì nghe ghê vậy? Đây là một con đập hả? Xuống đây sẽ bị ăn đập. Rồi sao không thấy ai hết vậy ta? Đâu hết trơn rồi. Hello, hello. Mọi người ơi, đâu hết rồi? Chín người.
9 người trong đó có mình, sẽ còn 8 người. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Anh sẽ vì em làm cho thằng bé. Còn 7 người, trời ơi. Ồ, tính ra trò chơi này càng chạy thì càng sống ta. Nãy giờ mình chạy không à, đâu chết đâu. Có một bạn chị mình là đứng ở chỗ cái tháp sáng kia là sẽ được bơm máu. Thì mình sẽ chạy lên đó thử coi. Ồ, ê, chết rồi. Thu hẹp rồi, bị thu hẹp rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ngoài dòng A50 này thì anh có thể tham khảo thêm dòng tầm RAM 4GB nha, như là Xiaomi Redmi Note 7 nè, Vietmax Lite nè, Vivo Y15 và Samsung Galaxy A50s, cũng như là Oppo A7. Thì đó là tất cả những dòng sản phẩm hiện tại mà RAM 4GB. Thì kênh của mình thì có test tất cả những dòng sản phẩm RAM 4GB đó rồi. Thì anh em có thể coi những video trước để trải nghiệm và lựa chọn cho mình những cái sản phẩm chơi game ngon nhất nha. Vừa có một đứa bỏ mạng ở đây. Nguy hiểm quá. Chết như rác ở đây. Ngon lành cành đào. Đâu rồi? Còn 3 đứa, tính ra còn 2 đứa. Đâu rồi? À, mình thấy rồi. Bên đây. Ở đâu rồi? Trình đang ngày căng thẳng anh em ơi. Đó. Ghê gì? À, mình thấy nó rồi. Cái này hình như là cái bia chống đạn đúng không ta? Ê, ghê vậy. Nó không bắn được mình luôn. Ê, tầm 7 rồi. Không xài nữa. Tào lao ông binh. Ê, ông mất súng đâu rồi?
Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Anh em thấy mình chơi sao? Còn một tên nữa thôi. Yes, win nha anh em. Máy ngon và người chơi cũng rất là hay. Ok, vậy thôi. Đêm trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phương trời. La la la. Ok, mình vừa test Free Fire trên Samsung Galaxy A50 nha anh em. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, pin 4000. Con này sử dụng chip Exynos 9610, 8x64 bit, tốc độ 2.3 GHz, đồ họa Mali G72 MP3, chạy trên hệ điều hành Android 9.0, màn hình lọc nước 6.4 inch Super AMOLED Full HD cộng nha. Thiết kế rất là mỏng, chơi game rất là ngon. Ok, thì nói chung là mình không có chơi được con này rồi, quá là ngon luôn. Giá hiện tại là 6.890.000, đã giảm nha. Mình vừa test Free Fire trên Samsung Galaxy A50. Cảm ơn em đã coi video mình nha. Nếu anh em cảm thấy hay, đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn nếu không hay, comment cho mình. Kênh của mình là chuyên về test game, anh em sẽ comment cho mình sẽ tiếp thu ý kiến để xây dựng kênh test game hay hơn nha. Ok, cảm ơn em, tạm biệt.